xin chào à, anh chị các bạn thân mến giữ tiền mặt thật là tê tái đó là câu uh, chia sẻ bình luận uh, của một cái anh uh, comment ở trên báo vn express và mình nghe câu này rất là hay anh ấy nói là nhớ hồi giá vàng vượt ngưỡng 1.000 đô rồi 1.200 đô gọi là kỷ lục đạt đỉnh giờ đã qua mốc 2.000 đô luôn rồi và Hôm nay Hòa sẽ chia sẻ với các anh chị cái bài báo là Goldman Sachs dự báo giá vàng lên 2175 đô. Và cơ sở của việc tăng giá vàng có hai cơ sở chính. Một là các chính phủ các nước đang có nhu cầu tích trữ vàng nhiều hơn. Và thứ hai là gì? Nhu cầu về chi tiêu vàng cũng tăng lên do thu nhập của người dân tăng lên. Chúng ta cùng đi vào phân tích cụ thể hai cái yếu tố này. Ở đây thì anh chị có thể nhìn thấy cái biểu đồ của nắm giữ vàng dòng của các ngân hàng trung ương. Từ 2021 đến 2023 ở đây ấy, anh chị nhìn thấy Trung Quốc là nhiều nhất. Xong đến là thổ nhĩ kỳ này, Ba Lan, Ấn Độ, Singapore, Qatar, Uzbekistan, Kazakh này. Đấy, còn Kazakhstan thì là giảm dạ, đúng không ạ? À, các ngân hàng trung ương đã mua trung bình 1060 tấn vàng từ 2022 đến 2023 so với 509 tấn được mua từ 2016 đến 2021. Tức là gì? Gần 3 năm cộng lại không bằng một nửa lần một năm mua. Và Trung Quốc chính là một đất nước mà tăng dự trữ vàng kinh khủng nhất. Ở đây anh chị có thể thấy là gì? Cái đường màu đen ấy là cái đường tỷ lệ dự trữ ngoại hối bằng vàng là tăng lên. Và cái đường màu xanh nhạt này là dự trữ ngoại tệ bằng đô la giảm đi tức là trung quốc họ bỏ đô la ra và họ mua vàng họ giữ vàng và có lẽ là họ có thể là họ chuẩn bị cho những cái cuộc xung đột và rất dễ có những cuộc xung đột giữa trung quốc và mỹ xung đột về chiến tranh thương mại có thể xảy ra hoặc là những cái bất ổn chính trị ở trên thế giới ví dụ như là ukraine và nga rồi Uh, Hamas và Israel, rồi thậm chí là gì? Còn cái 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 chính trị giữa uh, Triều Tiên và Hàn Quốc rồi chính rồi uh, của um, Trung Quốc và Đài Loan. Đấy, đấy là những cái mà có thể là những cái khu cái xung đột và rất dễ có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào. Mà trong cái giai đoạn này, hòa nghĩ rằng là khi một nước Trung Quốc đột nhiên to lớn lên để cạnh tranh với một nước lớn như Mỹ thì rất dễ có những xung đột xảy ra. Đó. Như vậy là gì? Vàng có thể tăng giá hay không? thì đây chính là những cái cơ sở mà à, làm cho giá vàng có thể tăng giá trong thời gian tới và dự báo là trong 12 tháng tới nó khoảng độ 6%. 6% tăng giá vàng Và nếu có những cái biến động xảy ra Thì Giá vàng cũng có thể là Tăng 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 hàng lần luôn Anh chị ạ Tăng hàng lần luôn Nếu mà có những cái biến động xảy ra Đấy, Đấy. Anh chị nhìn đây anh chị thấy thế này Vàng nó có thể là biến động Tự nhiên nó tăng đột biến lên Đây nó tăng đột biến lên đây, Tăng đột biến lên Tức là tăng đột biến lên và rất có thể là có những cái khoảng thời gian như thế này tăng trưởng như thế này mình cũng không biết được để mình nhìn biểu đồ với cả mình nhìn những cái xu hướng mình chia sẻ lại với các anh chị thôi và trong cái danh mục tài sản của các anh chị nên có vàng và để hiểu về vàng thì các anh chị vào kênh youtube tiền của tôi official của hòa nhá kênh này thì có cái phần danh sách phát hòa nói rất nhiều chia sẻ rất nhiều những cái kinh nghiệm, uh, những cái trải nghiệm về uh, tích lũy vàng. Uh, nếu anh chị nào mà muốn xem thì xem ở đây, Thấy chưa? <laughs> rất nhiều các video, không chỉ hòa đâu, mà có rất nhiều các anh chị khác cũng chia sẻ cùng với hòa trên này. Uh, nếu các anh chị cần tư vấn 11 uh, thì có thể đăng ký cà phê là chính với hòa hoặc là uh, coaching 11 để chia sẻ uh, trực tiếp về hướng dẫn về cách để lựa chọn vàng tích lũy vàng và cất giữ vàng như thế nào anh chị có thể đăng ký cái cà phê tài chính này xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn.